Dạ con chào hai ô. Dạ. Hai ô nhớ con không? Nhớ chứ. Dạ. Dạ con xin phép nói chuyện hai ô tí. Thưa quý vị và các bạn, trước mặt chúng ta là cây cầu Trường Tiền quen thuộc. Chúng ta thấy tại cái bờ bắc bên cạnh cái dòng sông, bờ sông chúng ta thấy có một cái bãi cỏ rất là xanh mướt, đầy sức sống. Chúng ta thăm lại cái cầu Trường Tiền quen thuộc. Phía bờ bắc, và chúng ta đang hướng ra phía đường Trần Hưng Đạo, quý vị. Con đường nhỏ ở trước mặt là cái đường Trương Dương, chạy bọc phía sau chợ Đông Ba và siêu thị Cóp Mắc. Thì ở đầu kia trước mặt chúng ta sẽ đi sau cái chợ Đông Ba đấy quý vị. Ở đây có hai hoàn cảnh mà bình thường gặp, bây giờ mình xin được chia sẻ, gặp lại nói chuyện với hai ô và đồng thời giúp Mạnh Thường Quân, đó là hai bạc bầu dứa ở Mỹ gửi cho hai ô một cái phần quà. Dạ. Hai ô bữa trưa khỏe không? Dạ, có hết khỏe, dạ. Dạ, được hả? Dạ. Mấy ngày nay gặn được còn nhiều được. Không? Dạ, ít. Gặn nghe 3 ngàn nữa. Dạ, được hả? Dạ. Hai ô làm nghề gặn thuế, quý vị và các bạn. Dạ. Hằng ngày là phải đi gặn thuế để kiếm sống. Dạ. Mấy ngày nay gặn không nhiều à? Nhiều. Ít. Dạ. Rửa sáng chưa kiếm được mấy ngàn rồi? Dạ, được 3 ngàn. 3 ngàn hả? Dạ. 3 ngàn là cả hai người hay là hai một? Người. Dạ, út cho. Gặn cái chim mà ít tiền nữa. Dạ, con thế rồi đó, cả chim á. Bên dạ. Cho hai tôi bún ăn đó. Sáng nay dạ. Chị bán sầu riêng phải cho hai tôi bún để ăn à? Dạ. Trời ơi, rửa tới hai ô không à? Làm cả chi thêm mà gặn ít tiền dạ, làm sao mà sống? Chứ sống còn chứ đi gặn đi tới anh mà. Quen rồi hả? Dạ. Rồi hai o nhà ở mô đi sáng. Dạ, về dạ, phù hiệp. Về phù hầu, phù hiệp bắt đầu phù hiệp. Phù hầu là phù hiệp. Nhà chờ về dấu. Như là ở đó là ở nhà riêng hay là ở dạ, với dạ. Ai hay là chung cư vậy? Dạ? Không, thì ở hai chị em ở chắc thôi. Hai chị em ở chắc. Dạ. Là ở đất đai ông Mỹ để lại hay sao? Không, khi thế là chúng ta ở Cao Dư Hồi. Yeah. Là cái gì thì nó thiệt thôi chứ không phải là gì. Là cũng không có nhà có cửa. Yeah. Là bảo cấp về dưới phù hiệp ở. Yeah. À, nhà nước cấp đất ở dưới phù hiệp. Hiệp. Yeah. Là cấp năm mấy đó? Cấp năm mấy, chết đi cũng... Không nhớ hả? Cũng nhớ. Cũng nhớ. Dạ. Là mới chứng nhận. Rồi hai ô ăn... Chưa từng làm cái chi thêm ngoài gành thuê à? Không, anh không gành thuê không à? Không gành thuê đi ra ăn thôi. Ngày gành thuê lúc bao nhiêu tuổi? Nhiều hồi đi 37 năm rồi. 37 năm rồi hả? Dạ, nhưng mà chờ hẳn có gì hết. Chờ có gì hết. Chị này chị em 5-3 ngàn. 5-10 ngàn. 50 ngàn rồi hả chị em? Dạ. 5 là 20 ngàn rồi về. Dạ. Dạ. Hai ô có hộ nghèo không? Dạ không. Dạ không. À. Không có nghèo luôn. Cần nghèo không có luôn. Cần nghèo cũng có luôn hả? Không à. Cắt luôn. Mình gặn thêm ít như thế này thì mình kiếm việc chứ thêm làm để mà ăn. Dạ cũng có. Cũng có. Đôi khi đi giờ chờ đi. Chờ. Đi giờ chờ ngay đi. Dạ. Ra thế chứ kiếm 1 ngàn, 2 ngàn về thôi. Rồi 3 ngàn về thôi. Dạ. Mình gặn đi chẳng có chứ hồi thế. Rồi hai ô có đi giúp việc đâu được không? Việc không. Việc không thôi. À. Ngoài gần thuê ra cùng không làm cái chi lúa hả? Giúp việc á, giúp việc cho họ là ở lại gia họ. Dạ. Không về được. Dạ. Mà anh gia mình nói thiệt với anh á, không có chi hết mà mình phải thắp hương cho ông mẹ. Dạ. Mình thờ ông mẹ á. Dạ. Là mình phải thắp hương cho ông mẹ cho con. Dạ. Ô nội con cài ô răng. Dạ, thì con cài ô cũng mất 2-3 đứa rồi.
đau, mình đau con mất. Dạ. Bây giờ chưa chủ và con không? Chủ mất luôn. Trong o mất rồi 4 năm rồi. Dạ. 4 năm rồi. Con o còn mất 2 3 đứa, 3 đứa. Dạ. Cùng một đứa 90 năm, đứa 7 8 năm, đứa 5 6 năm rồi. Ngày mua cùng ăn bụng người khác cho rồi à? Dạ, dạ người mua hàng cho. Ngoài ở bạn trái cây ở đó cho thì có ai cho nữa không? Người đây thì không ai cho. Có chị trái cây. Chị trái cây cho. Chị mua lên chị cho ăn hết. Không ai cho mà phân lượng là chị bạn trái cây cho. Dạ. À, rồi hả? Rồi ăn bụng của xá không? Dạ, không mua, không mua bạn vậy. Không mua bạn, không mua kêu hồi đêm đi. Tối mấy? Dạ, chị cho rồi chị cho công việc của mày hết đó. Dạ, rồi bụng ăn có được không? Ngon được. À, rồi buổi trưa đó ó ai ăn cơm được thì răng? Không ăn cơm được thôi, đi đi với tụi bây giờ với nấu cơm ăn gạo và ăn thôi. À, được rồi. Hai ó ăn chung hay là ăn riêng? Ăn chung hả? Ăn chung về già ai nữa. Ăn chung. Nhưng mà hai nhà riêng chứ? Riêng. Và buổi khi sáng thì chưa... hẹn nhau lại đi lên. Dạ, chị đôi khi chưa mấy năm đi là ăn bên đi. Là ở bên đi luôn. Tại vì giang có ai hết. Chưa à, mấy năm gần đây là hai ở chung với nhau. Chung với nhau, dạ. Đi đi với nhau đi đây. Ờ, với nhau cho vui. Dạ. Chuyện chị em chuyện cho. Dạ. Dạ. Rồi là đồng cám cộng khổ đó. Dạ, dạ. Tại có chi là hai ở cũng cảm ơn mấy anh mạnh quân, mấy mẹ cảm ơn anh rồi đó. Dạ. Dạ. Vừa rồi có các mạnh thương quân là đã thương hai ó đó. Yeah. Thì hôm nay cũng có một mạnh thương quân nữa cũng đang thương hai ó đây. Yeah. Rồi trong cái video vừa rồi thì cũng có người hỏi thăm hai ó. Yeah. Có một mạnh thương quân cũng ở nước ngoài. Yeah. Yeah. Nói như thế này. Bên gặp hai ó thì hỏi giúp cho ó. Yeah. Hai ó có muốn đi bạn về sổ không? Hai ó nếu muốn thì mạnh thương quân đó sẽ gửi tiền cho hai o để có cái vốn mà đi bán về số. Mà chưa đi hai o nghĩ rằng chứ hai o cũng nội lão vậy. Dạ. Mình nội lão mình ăn tiền họ, mình không sướng người thân. Dạ. Mình chỉ mình làm ra đồng tiền mình ăn sướng cho mình nội lão lương mạnh thương quân ăn của người ta vẫn được, tại vì o đi gần quen rồi. Dạ. Chứ ít giờ chứ ăn đi gần này cho o đi bán về số, o bán không quen o làm tiền luôn được. Dạ. O không việc bán về số tức là không quen cái công việc đó. Dạ. Không quen được đó. Cái việc mà mạnh thương quân nói cho tiền hai o bạn về sổ đó. Yeah. Thì hai o dường như là không thích hợp phải không? Yeah. Không hợp, hợp với o chứ o đi gần thuế đi chưa ít như là thiệt bây giờ chứ ít thì o vẫn gánh được. Yeah. Chứ mình bán sổ mình nói lão mình lấy tiền mạnh thương quân ăn á. Yeah. Mình cột sướng xuống dưới. Yeah. Mình ăn. Yeah. Tiền người ta. Yeah. Mình là lão mình ăn tiền người ta rồi mình không làm nói lão. Yeah. Mình ăn tiền của họ là mình ăn cái tội á, mình thất đức, mình mang tội. Yeah. Mình người ta chứ. Có lòng tốt mà mình mình ăn lão là mình chà đạp trên lòng tốt họ. Chứ đừng nói về anh này mà chứ nói thiệt chứ anh cho 5.000-10.000 là cũng cảm ơn mày anh đó. Yeah. Chứ còn mà người lão mà lấy mới đâu. Yeah. Mà tôi về tôi đi mua ở cái tay cũng có. Rồi hai ô có biên có đất đai rồi chứ không ở nhược dưới không. Phù hiệp đất nhiều mà xin làm rau trong cây nhà cửa hết. Nhà cửa hết về ra anh này. Nhà cửa hết á. Cũng có làm nhà cửa hết có chỗ đất. Đất mua chưa hòn chị mày chơi. Chị mày chơi. Rồi có bún cá bún tôm chứ không? Nhược không chị ô là ra ngoài anh mà chơi đi gần thuê đi thôi. Ví dụ như có người muốn tay trợ cho để mà đi buôn cá buôn tôm thì hai ông có làm được không? Là không, để riêng việc để rồi nói chuyện gì nữa. Như hai ông mà đi buôn cá buôn đồ á, không biết đời hết rồi. Yeah. Mà lấy tiền người ta, mình ăn mình thất đức. Giữ tiền được không? Giữ tiền thì giữ được chứ. Rồi hai ông giữ cho chứ con mấy? Chứ trong người con mấy tiền? Cùng con về già 300. 300 ngàn á hả? Dạ. Cả hai dạ, o dạ, luôn hả? Dạ, hai o. Dạ. Bỏ lông binh rồi. Bỏ lông binh rồi hả? Dạ. Tiền thì đem ra mà tiêu sao? Dạ, bỏ lông binh tiêu rồi. Tiêu mà, có tiêu chứ. Tức là con cất lại. Con lại cất lại, đi kỷ lại. Dạ, con phương việc này. Dạ. Con phương việc được con o nữa. Hai đứa con kỳ á. Là thành vì o cũng ăn. À, hai đứa con mất đến ngay kỳ á hả? Dạ. Dạ, tiêu. Mua cây... cây hướng khỏi cái gì đó làm những cơm cho cháu. Dạ, làm những cơm cho cháu cho con. Dạ. Mình cắt lại tiền phải
ăn này. Rồi bữa trước bạn Thương Quân hôm trước là có giúp ở đó thì tiền tiêu còn hay là hết? Còn. Còn hả? Còn 200. Còn 200. Rồi còn thêm 300 nữa là còn lại là 500. Còn lại cả tiền nữa thêm 300. Là 300. Tiền trước là còn 100, tiền sau thì mình cũng cho nữa là 200 là 300. Là 300. Rồi bữa chứ cũng không có ai giúp đỡ chi thế hả? Không. À dạ. Cái gì mày ăn của ăn là phải ó mà nó mày ó mày phải lão. Dạ. Cái gì thiệt tệ là thật tệ thôi. Dạ. Dạ. Rồi hai ó mà đi gần như thế này, một ó nếu mà đau cảm cùng nó chứ đó thì răng đi không? Dạ luôn. Thì đôi khi thì ở da phải lo cho. À. Là mình lo cho nhau rồi. Dạ. Rồi khi mà bước qua đi hai ô với nhau rồi. Dạ. Hiện nay trong người như thế nào, có ốm đau chứ không? Dạ không, dạ. Dạ. Thì dạ. Trời cho sức khỏe là dạ. Tốt. Dạ. Nghĩa là cực đưa tí nhưng mà có cái là sức khỏe là vang. Dạ. Răng rụng hết trơn. Thì răng rụng hết luôn. Mà con gửi tiền của các mạnh thương quân đến cho hai ô thì hai ô sẽ làm chi? Yeah. Thì hai ó cũng các loại để khi phương việc rồi thôi chứ không ăn hết đâu. À, yeah. Các cũng có ăn không? Thì không, bỏ bông bính á. Bỏ bông bính, để khỏa lại đó. Bỏ bông bính hả? Yeah. Bỏ khỏa lại á? Các ở nhà có tủ không? Dạ, ở nhà có tủ không? Có rương, có rương, có rương tôn, bỏ rương tôn hả? Bỏ rương tôn hả? Thì nhà có kín cửa không? Dạ, không, cửa cũng có kín. Cửa đi đi, cửa đến cửa đồ ăn, cửa gồ. Bởi vì như thế nào, thực ra thì tiền không nhiều. Yeah. Nhưng mà cũng có người nói là hai ó không biết giữ tiền. Cho nên con mới hỏi như vậy. Yeah. Không, phải giữ chứ. Ví dụ cho là cố gắng mà giữ chứ. Giữ đi, con trưởng là anh này. Giữ thì mình chi tiêu, mình điêu tiền. Điêu tiền này. Để khi phương việc này, phương việc kỳ cái này, kỳ cái kia. Thế mình phải đi ra. Phương việc nhiều lắm chứ. Thế giờ cưới hỏi. Rồi đầy tháng. Họ có cái mua đi ăn đám cưới không? Có chứ, đi ăn đám cưới có chứ. À, đi ăn đám cưới thấy đồ đẹp không? Dạ, thì thấy đi mượn đồ, đi thay thôi. Phần son thôi chứ không? Dạ, thì họ đánh cho xuống đi thôi. Họ đánh cho miệng mà đi rồi hả? Dạ, thì tiền có ra, thì không có sẵn gì hết. À, đi mua ra họ có, họ cho xuống đi. Mỗi lần đi tiệc, đi ăn lễ đó rửa là mượn áo quần của người khác à? Mượn người khác. Dạ, rửa. Dạ. Thiệt luôn chứ không phải là lão không? Dạ, dạ. Dù ông nghe là ông bằng nói thiệt thôi chứ không phải là lão gì hết. Thì phải nói thiệt người ta mới nhớ. Dạ, chứ nói lão thôi. Anh nói lão mà nhỏ ai? Không đâu, dạ. Dạ, dạ. Ví dụ ông bà trưa, ông về mình trưa đi, không ăn cơm. Là về là có gói mì, là nấu gói mì ăn bà trưa. Về tối là nấu cơm ăn luôn. Gói mì tôm à? Dạ, được thôi. Hai ô ăn một ngày mấy lông gạo, thành ra hai ô chi tiêu một ngày được 50 ngàn không? Ăn luôn rưỡi thôi. Bây giờ từng ngày hai ô là được 50 gà không? Dạ, 50 gà ăn từng gạo. Cả hết rồi, tiền tiêu. Từng ngày á, cả từng gạo, từng điện. Từng gạo, từng điện, từng gạo, từng nước không được. Thì được, thì 50 gà. À, khoảng 50 gà hả? Dạ. Mà 50 gà mà gạnh ngay còn mấy ngàn nữa làm sao? Thì chưa có tiền gì. Chứ phải tiết kiệm, ví dụ ngay thì mình cũng có tiền tiêu. Thì mình dùng tiền tiêu đi. Tiêu đi mình bỏ bông bánh. Là mình để tiền tiền nửa tiền nước tiền điện. Một ngày mà gánh nhiều tiền nhất là khoảng bao nhiêu tiền? Yeah. Nhiều tiền nhất á, đôi khi nói thiệt với anh là không nói xấu gì. Ồ, nhiều tiền nhất á, đôi khi hai ó là được 50 ngàn. Dạ rồi hả? Yeah. Có ngày mà được 100 ngàn không? Không, có. Tại vì chờ với nhiều quá. Lắm. À, thì họ gánh, họ nhiều khi tiền lẻ nhiều, họ... Giờ 3 ngàn, 4 ngàn là sao tới? Có thêm? Không, ví dụ mình gánh đồng cái cờ họ trả cờ họ. Là mình tới họ đưa cờ họ. Cho mình không giảm nữa thêm. Mình nói thêm lần này, lần sau là họ không kêu. Không thêm. Có nghĩa là ví dụ như gánh 5 ngàn thì họ đưa 10 ngàn. Chẳng lẽ hai ông phải thổi lại 5 ngàn? Phải thổi chứ, thì gánh 5 ngàn thì phải thổi cho họ chứ. Mình không có nơi lão được với họ. Mình mua người mình làm thuê là ăn á. Mọi người mình thì mình thiệt à. Và để những cái ngày mưa gió thì có việc mà gánh không? Có việc, việc thì ít thôi. Ít, nhưng mà mình không đi, không có bao nhiêu thì mình có ít thôi. Mà có mưa, mà có mưa rồi, ra thuyền mà đi lên đây gánh thôi. Chứ ở nhà thì ai cho mình ăn được. Mình ăn. Được thôi. Ở ngày mua mà hai ô không có đồng nào không?
khi là cũng có chứ, đôi khi có ngày mưa to lắm cũng đi được, là cũng không có đâu mà. Còn ngày muốn phải gìn đổi không? Không có gà, có cơm. Không có gà, cũng không, không. Không có gà thì có ngày họ cho có bữa mì ăn. Họ cho có bữa mì ăn thôi. Không có gà, có cơm thì hai ô xin. Dạ không, chính thì họ thấy đó, họ cho đó. Họ thấy đó, họ cho hả? Dạ. Sao họ biệt đội mới cho? Gần nhau đó. Gần nhau đó mà. Dạ, họ tùy ví dụ mình có gà là cho hai đó, hai con miếng. Những ngày mà không có thức ăn thì hàng xóm cho. Dạ. Không, hàng xóm cho thì có, đôi khi đi lỡ là một bữa thôi là họ cho thôi, chứ con không cho được. Dạ. Tại vì họ, mình cùng giống họ, giống mình mà. Dạ. Không ai cho mình được gì tiền. Hai ô làm ít tiền rồi thì có nghĩa những cái ngày mà không có tiền chắc cũng gặp đi nhiều đi. Chứ để nói về anh như đi nói anh mình đi không có, ví dụ mình làm được 10 ngàn thì mình nhìn mua đồ ăn đi. Mình mua 10 ngàn cả mình để đó. Khi đi ăn thì còn cái cảng mà mình có là mình ăn được, mình ăn được mặc đồ chứ mình ăn muối đồ chứ mà ăn được cả không có là cái chứ là xấu. Chưa, bây giờ giả sử như là có ai đó mạnh thương quân nào đó tạo cái công việc cho hai o làm thêm khác cái việc gánh gông này thì hai o thích làm việc gì? Thì nói thiệt là anh chứ việc gì cũng công việc việc o chỉ có việc chính thì cần thuê đi thôi chứ làm gì làm cũng được hết. Làm gì đó tại vì tích hợp là cần thuê đi thôi hả? Tại vì anh biết bây giờ mình làm gì việc nặng giờ mình làm cũng được mà làm họ đôi khi mình làm giữa là có vẻ là đi khác thôi. Dạ rồi, má chưa nói chuyện thì thăm lại hai o. Con cũng xin chúc hai o mạnh khỏe để có sức mà gánh kiếm cơm có ngày. Hôm nay con gặp hai o cùng đại diện một mạnh thương quân đó là hai bạc bầu dứa bên Mỹ á. Rồi tặng cho hai o mỗi người 1 triệu đồng. Có gì có khoản để tôi nói chuyện chứ có chứ hai o cùng là cảm ơn mấy bên chỗ bên Mỹ thì hai ông rất cảm ơn thì sau nữa là cũng cảm ơn anh đây tao còn cùng cảm ơn cho mấy chị xung quanh đây còn mấy anh mấy chị ở đây thì có mày ó mày được giờ còn mày ó không bạn đây thì mày ó bằng chiều thôi còn việc đâu mà giờ được. Con thấy ông Nguyệt là có số điện thoại rồi ó đọc cho con cái số của ó phải được không? Thì chẳng biết anh bật chưa, em không được bận rồi. À, không được bận hả? Số của để con xem. Sao không cho nhiều, lấy nhiều sáng được 3 ngàn. Giờ mới chưa đi làm thuê đứng ngồi vì làm mất sức lao động muốn cứ gặn cho muốn mình gặn. Số của o là 84382938438. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là 84 này, 38 này, 29 này, 38, 438. Dạ rồi. Để khi nào nếu có qua nữa thì con sẽ điền o. Con xin gửi cái món quà của hai bác. Bầu dưa. Dạ rồi. Hai o chia nhau cho con với mỗi người 1 triệu. Cảm ơn chị cho hai o cảm ơn mày bạc bầu dưa. Sau nữa là cảm ơn mày rồi rồi mày chị đây cũng có mày chị đây o mình cảm ơn luôn tại vì có mày o đây mày tụi o mày có mày o mày có cũng có mày o đây thì vẫn có mày anh mày chị mày biết mày bao dưa đâu mày biết mày ăn hai bà bầu dưa dạ chúc hai bà bầu dưa chúc hai bà bầu dưa mạnh khỏe kêu luôn vui vẻ dạ rồi con chào hai o hình như là má chưa có nhiều người gọi hai o đó dạ như bụng rồi đi làm rồi thôi chưa cho cảm ơn rồi mẹ chị đây dạ nhất là mẹ anh bây giờ chị đây còn bận rồi ra đi ra đi giờ mẹ anh từ được kỹ. Vâng, bên cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bên đại diện Mạnh Thương Quân đó là hai bác bầu dưa Mỹ gửi tặng cho O Ngoại Nguyệt hai người mỗi người 1 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn hai bác cũng như là quý vị đã xem video.
quý vị thấy tinh thần của mạnh thường quân rất là tuyệt vời thì không quên like, cảm ơn các mạnh thường quân cũng như là bấm đăng ký subscribe, rung chuông để nhận được các video khác mà cân tải lên. Xin hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng.